xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh tư vấn thiết kế cơ điện tòa nhà. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu và khám phá về một cái phòng trạm biến áp, cũng như là chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở các cái thông tin về trạm biến áp. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy, tôi đang đứng ở trong một cái phòng trạm biến áp. Cái máy biến áp này thì được cái nhà máy họ thiết kế là đặt ở trong nhà. Thì bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu cũng như là khám phá thêm được một cái thông tin về trạm biến áp. Các bạn hãy đi theo tôi. Đây các bạn thấy đây. Đây là toàn bộ cái trạm biến áp các bạn nhé. Đây là toàn bộ cái trạm biến áp của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề trạm biến áp nó như thế nào. Thì thứ nhất, chúng ta cần phải làm rõ là trạm biến áp nó có cái chức năng gì. Trạm biến áp nó là một cái thiết bị tĩnh điện có cái tác dụng để truyền tải năng lượng và tín hiệu điện xung quanh giữa các mạch điện thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ. Các bạn nhớ nhé. Đó, cái này là cái nội dung quan trọng của trạm biến áp. Trạm biến áp là nơi mà chúng ta đặt các cái máy biến áp và các cái thiết bị phân phối điện khác nhằm tạo nên một cái hệ thống truyền tải điện năng hoàn chỉnh, làm cái nhiệm vụ là cung cấp điện cho phụ tải. Thì ở đây chúng ta đi sâu vào một tí. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái buồng máy biến áp. Thì về máy biến áp thì nó có rất là nhiều loại trạm biến áp khác nhau. Mỗi trạm biến áp đều có những cái đặc điểm cấu tạo khác nhau. Tuy nhiên thì tất cả các loại trạm biến áp thì nó bao gồm các cái bộ phận như sau. Thì về cơ bản các trạm biến áp nó giống nhau các bạn nhé. Về các cái phần tôi sẽ nêu sau đây, đó là trạm biến áp thì bao gồm họ sẽ có các cái máy biến áp, hệ thống thanh cái, giao cách ly, hệ thống nối đất chống sét nối đất, hệ thống điện tự dùng và khu vực điều hành và khu vực phân phối. Đây, ở đây là cái trạm biến áp chúng ta, cái khoang dành cho chứa trạm biến áp nhé các bạn nhé. Ở đây, đấy. Thì về trạm biến áp thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu là trạm biến áp thì nó sẽ phân loại thành bao nhiêu loại trạm biến áp. Đó là về trạm biến áp thì như chúng ta đã biết, tất cả các loại trạm biến áp nó sẽ phân thành 4 loại trạm theo loại các cấp điện áp. Đó là siêu cao áp. Siêu cao áp ở đây có nghĩa là cái trạm biến áp có điện áp lớn hơn 500 kV các bạn nhé. Và cao áp là trạm biến áp có điện áp 66 kV, 110 kV, 220 kV và 500 kV các bạn ạ. Và trung áp. Trung áp ở đây chúng ta bao gồm những cái trạm biến áp có cái điện áp như sau là 6 kV, 10 kV, 15 kV, 22 kV và 35 kV. Hạ áp là những trạm biến áp mà có cái loại điện áp nhỏ hơn và thường thường ở Việt Nam của chúng ta là 0,4 kV và 0,2 kV. Đấy. Thì tôi đi ra đây tôi quay cho các bạn thấy được cái trực quan về cái phòng trạm biến áp này. Thì ngày hôm nay mình có cái thời gian thì mình sẽ làm về cái nội dung trạm biến áp ở trong nhà. Về các cái loại trạm biến áp thì có bao nhiêu trạm thì tôi lại tiếp tục nêu ra để các bạn có thể nắm được. Để trạm biến áp treo là trạm biến áp mà toàn bộ các thiết bị cao áp và hạ máy biến áp đều được treo trên cột các bạn nhé. Máy biến áp thường là loại 1 pha, 3 pha hoặc tổ máy biến áp được đặt ở trên cột ấy. Và các loại trạm biến áp dàn thì các loại trạm biến áp dàn này nó là gì? Là cấu tạo đặc trưng của trạm biến áp treo là máy biến áp được đặt trên cái giá đỡ giữa hai cột trụ lớn
cấp điện áp của nó thường thường là 3522/0.4 kV nhé, và trạm biến áp bệt. Và tiếp theo là ta có loại trạm biến áp loại kín và loại trạm biến áp kiosk. Cái loại kiosk là như nào? Thì trạm kiosk là loại trạm biến áp được chế tạo đặt lắp đặt hợp bộ trong cái vỏ trạm bằng tôn và khung kim loại kín. Loại trạm này thì nó sẽ có 3 khoang, ở khoang trung thế, khoang hạ thế và khoang ngoài biến áp. Cái trạm điện kiosk này nó sử dụng rất là rộng rãi trong các cái tòa nhà, khu công nghiệp và khu dân sinh. Thì hôm nay mình sẽ làm trạm biến áp ở trong nhà, thì sau này mình có thời gian thì mình sẽ làm một cái trạm biến áp treo ở ngoài trời cho các bạn biết được. Ở đây, bây giờ mình sẽ đi chi tiết. Thứ nhất, các bạn nhìn đây, mình sẽ quay như thế này. Đây. Thì toàn bộ các cái tủ điện sau khi được thiết kế tính toán, người ta sẽ lựa chọn ra các cái tủ như thế này, các cái thiết bị như thế này. Và cứ mở trên góc này, người ta đều đánh ký hiệu tên tủ. Đấy, các bạn thấy nhé. Đây. Mình đi ở đây. Thứ nhất, ở hai cái đầu tiên của cái phòng trạm biến áp này, đấy là hai cái tủ mình cấp nguồn lưới ở ngoài của điện lực địa phương cấp vào trung thế các bạn nhé, hai tủ trung thế. Đây, đây là ký hiệu của tủ. Và đây, đây là địa chỉ của tủ của chúng ta. Đây. Còn đây là cái tủ để chứa máy biến áp các bạn nhé. Tủ chứa máy biến áp này. Ở đây, đây là cái model của các thông số của trạm biến áp. Còn đây là địa chỉ của trạm biến áp. Đây có nghĩa là TR2, viết tắt của Transformer 2, là trạm biến áp số 2, máy biến áp T6. Tổng cấp cho phụ tải của cái trạm biến áp này đó là 2500 kVA. Điện cấp vào là 22/0.4 kV. Thì ở đây chúng ta có hai dãy tủ như thế này, thì nó sẽ tổng của cái trạm này nó sẽ là 5000 kVA. Đây. Còn tiếp theo sau các bạn nhé, tiếp theo sau trung thế này, tủ đặt máy biến áp này, là phía sau máy biến áp của chúng ta là toàn bộ cái tủ hạ thế để cung cấp cho toàn bộ các cái phụ tải ở nhà máy hoặc là nhà xưởng hoặc là chung cư. Đấy. Thì cái này nó là ghép thành một cái khối như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy được. Đấy. Đấy. Thì các cái video như về các cái thiết bị này, vận hành thiết bị này, mình cũng đã, các video trước mình đã làm rồi, thì các bạn có thể xem lại để biết cách vận hành các cái máy cắt ACB này. Bây giờ mình sẽ mở thử một cánh tủ cho các bạn xem bên trong của nó. Đây, mình sẽ mở con tủ này ra các bạn nhé. Đây, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Các cái phía sau này, đây là cái mặt trước của tủ điện. Thì toàn bộ các cái thanh cái bớt 3 thì nó sẽ đi phía sau này, phía sau cái tủ này. Đấy, phía sau cái tủ này.
Đấy, các bạn thấy không ạ? Toàn bộ thanh cái này thì họ sẽ lắp đặt ở phía sau này. Sau này. Và đây. Các bạn, đối với các bạn sinh viên mới ra trường thì các bạn sẽ thấy được cái thanh này là Birdway các bạn nhé. Birdway. Thì cái việc sử dụng Birdway nó sẽ có cái tiện ích như nào so với việc chúng ta lựa chọn thay thế cho cáp, thì các bạn có thể tham khảo ở trên internet để các bạn có thể hiểu được cái vấn đề đấy. Ở trong cái phòng trạm biến áp của chúng ta thì nó sẽ có các hệ thống thanh lọc là, đây tôi sẽ quay các bạn xem, đây được gọi là các thanh lọc là các bạn nhé. Các cái thanh này thì chúng ta thiết kế để kết nối với các hệ thống tiếp điện và trung tính, và sau khi cái kết nối xong chúng ta sẽ thành một cái phòng trạm hoàn chỉnh. Và ở trong cái phòng trạm này nó có những cái gì? Thứ nhất, sau khi các bạn để đảm bảo an toàn điện thì chúng ta đi vào phòng trạm phải có đầy đủ các thiết bị bảo hộ an toàn. Đây các bạn có thể thấy đây, cái này là găng tay cách điện này, thảm cách điện này, ủng cách điện này và xào cách điện này, để chúng ta thuận tiện cho việc vận hành, đảm bảo về an toàn điện các bạn nhé. Và riêng đối với những cái khu vực phòng điện, kỹ thuật điện, trạm biến áp thì cái phần xử lý cháy, chống cháy của chúng ta là phải sử dụng dạng khí SF6 các bạn nhé. Chứ tuyệt đối trong cái phần phòng điện chúng ta không được phòng cháy bằng nước. Ôi rồi, video của xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh tư vấn thiết kế cơ điện tòa nhà của tôi. Và video tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện trạm biến áp treo ở ngoài trời, dùng cột bê tông ni tâm các bạn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.